Sáng nay, ngày 13 tháng 9, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ hợp tòa nhà Cang Nam Hà Nội. Theo giả định, đám cháy xảy ra tại tầng hầm B2, khu vực C2, C3 do một xe máy rò rỉ xăng gặp nguồn nhiệt bắt cháy, sau đó lan toàn bộ khu vực hầm để xe máy. Đám cháy đã gây hỏng hệ thống điện, làm chập dây dẫn tại khu vực kỹ thuật tầng 17. Trong khi các lực lượng đang triển khai chữa cháy, thì trung tâm báo cháy tiếp tục phát hiện một đám cháy khác ở khu vực tầng 7. Đám cháy có khả năng tiếp tục lan rộng, làm cho rất nhiều người không thoát nạn được. Do đường thoát hiểm trong tòa nhà bị khói bao phủ, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã phải dùng dây chuyên dụng đưa nạn nhân ra ban công tầng 7 để chuyển xuống dưới. Bằng sự khéo léo, mưu trí, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã hoàn thành tốt các phương án giả định. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn tập.